Và Chúa Giêsu đã đi khắp nơi để rao giảng tin mừng về nước của Thượng Đế. Có 12 môn đệ cùng đồng hành với Ngài, và cả những người phụ nữ đã được cứu rỗi khỏi quỷ ám. Mary, còn gọi là Madeleine. Jonah, vợ của Susa, người quản lý trong hoàng cung của Herod. Và Susanna.